Chế ba đã tốn bao nhiêu tiền để trang trí Tết cho tiệm chị ba filler? Tiệm filler 2 của gửi C giảm còn của 250 phần 2. Coi phần 1 trong TikTok của chế ba nha. Hôm nay cũng là ngày 24 Tết rồi. Chị ba filler là làm tới hết ngày 28, tức là tới ngày 29 mới nghỉ Tết. Cho nên chị em tranh thủ nhau. Phẫu thuật thẩm mỹ cho làm trả góp, không cần xuống tiền trước do không mất lãi nữa. Đó, thấy bông cúc vòng vòng nhà là thấy không khí Tết rồi đó mọi người. Như cái phần 1 chế ba đã nói là phần 2 chế ba sẽ tâm sự với mọi người. Tại sao chế ba với lại ba của chế ba 10 năm nay không có nói chuyện mà dạo gần đây ba của chế ba lại lên Sài Gòn ở với chế ba luôn. Hồi xưa tới giờ ba của chế ba rất là ít nói lại chế ba, có chuyện gì hai cha con cũng ít khi nào nói chuyện lắm, chủ yếu là chế ba nói chuyện với mẹ nhiều hơn cho nên là hai cha con không có hiểu nhau, mà mẹ với ba của chế ba rất là hay nói qua nói lại, không đồng ý quan điểm với nhau nhiều thứ trong cuộc sống. Thì thành ra ngay từ hồi nhỏ đó, nhà chế ba không những nghèo mà ngày nào chế ba cũng nghe ba với mẹ chế ba cự nữ hết, thành ra nó là một cái ám ảnh ở trong đầu của chế ba là về tiền và về sự hạnh phúc. Chế ba mê tiền lắm, lúc nào cũng nghĩ cách để kiếm thêm tiền hết đó. Và chế ba cũng truy cầu cái sự hạnh phúc, đồng thời nó cũng là cái điểm yếu của chế ba luôn, cho nên khi nào mà chế ba quen ai yêu ai á, ba cũng nói với người ta là em bị ám ảnh cái sự cự nữ cãi vã. Thành ra nguyên tắc đầu tiên và cốt lõi trong tình yêu với chế ba là không có được cãi nhau, tại vì mỗi một lần mà cãi nhau tình yêu trong lòng của chế ba nó sẽ giảm xuống một ít, cho tới khi nào thấy hết yêu nữa thì bỏ luôn. Cái đó chế ba biết là điểm yếu của chế ba, nhưng nó là thuộc về phần ám ảnh rồi. Thành ra ai mà biết ý thì sẽ yêu chế ba sẽ rất là vui. Quay trở lại câu chuyện chú Tư Bảo nha, chính vì hồi nhỏ ba mẹ cứ hay cự nữ, đàn bà thì sẽ nói nhiều hơn, đàn ông thì thường sẽ giấu cảm xúc vào trong nhiều á mọi người, thì chế ba chỉ thấy mẹ khóc lóc thôi, chỉ thấy mà mỗi mẹ càm ràm thì mình nghĩ là ba mình là sai. Lớn lên nhất là dạo gần này nói chuyện với ba nhiều hơn thì chế ba mới biết là đàn ông cũng có nỗi khổ của họ và ba cũng có nỗi khó khăn của ba, nhưng mà đặc biệt là hồi xưa ba của chế ba đam mê bóng đá lắm mọi người, nói ít hiểu nhiều ha. Thì ra là World Cup năm nào là nhà cũng tới công chuyện hết đó mọi người, cho nên là chế ba cũng buồn, càng buồn á thì tình cảm cha con càng xa nhau nhiều nhưng hơn. Mà dạo gần đây á ba của chế ba yếu lắm, ba bệnh tiểu đường rồi bệnh huyết áp rồi bệnh tim mạch đủ thứ bệnh đó, bệnh gì cũng có, thì chế ba nghĩ là không có gì qua tình cảm gia đình, chế ba mới bắt đầu quay lại kết nối với ba mình. Rồi ba chế ba cũng rất là thay đổi, bây giờ là không có đam mê bóng đá nữa mà còn ở nhà đọc sách nữa, cho nên là hai cha con dạo này hợp nhau hơn, sống chung với nhau cũng vui vẻ hơn, ba cũng có cái lối sống lành mạnh hơn nên chế ba cũng mừng nếu lắm. Như mà hỏi chế ba là năm vừa rồi cái gì thành công nhất đối với chế ba thì chế ba nghĩ là sự kết nối lại với ba của mình là cái điều thành công nhất trong năm 2022 của chế ba. Rồi sau đó là đứa con tinh thần chị ba filler sẽ luôn luôn có cách chữa lành cho tất cả mọi thứ, chỉ cần mình chịu mở lòng thôi. Chế ba chúc cho tất cả các chị em ai mà đang có vấn đề với gia đình cũng sẽ tìm được cách có thể chữa lành nỗi đau và gắn kết lại với lại gia đình của mình. Chế ba chúc toàn thể anh chị em, bạn bè, cô chú và đặc biệt là chị em khách hàng nhà chị ba filler có một mùa Tết bình an với lại gia đình của mình, sung túc hơn, tự do tự tại hơn. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người.